đang lo lắng là ở xa mua xe ba bánh thì gửi đi kiểu gì, bọc hàng kiểu gì, nhận hàng như thế nào đúng không ạ? Thì đây là một quy trình Mạnh Phát đã bọc chiếc xe ba bánh hoàn chỉnh để gửi đi cho các bác khách. Bác khách này thì có địa chỉ ở Đắk Lắk nhá. Đây anh ta sẽ quay mọi người xem này. Mạnh Phát xin phép được che điện thoại vào nhá. Đây gửi qua Viettel Post này. Đây, Đắk Lắk nhá, Buôn Hồ Đắk Lắk. Đây, xe bọc rất cẩn thận và đây chính là phiên bản xe điện ba bánh QT08 nhá, bánh 300-10 đây ạ. Bọc rất là cẩn thận. Anh chúng ta sẽ quay vòng quanh cho mọi người nhìn này. Mọi người yên tâm là nhận xe chúng ta chỉ việc đi thôi, không phải lo lắng gì cả nhá. Đây, xe lắp hoàn chỉnh đến 99% rồi. Nhận xe kiểm tra mở khóa lên là chúng ta đi luôn thôi ạ. Bọc rất là chi tiết và xe được gửi trực tiếp qua Viettel Post ra tận nhà nhá. 90% trên lãnh thổ Việt Nam Viettel Post đều có nhân viên ra tận nhà được, chỉ có một số những cái vùng quá sâu quá xa. Đơn cử như có một chiếc xe Mạnh Phát đã từng gửi lên tận là Lai Châu à hay là Mai Châu gì á, tức là cái bưu cục ấy, cách nhà khách, bưu cục gần nhất cái nhà khách hơn 100 cây thì đó thực sự là một cái điều rất là khó, nhưng mà Mạnh Phát vẫn tìm được giải pháp để giao được cho mọi người. Tuy nhiên là có một số vùng rất là ít, còn đến 90% là Mạnh Phát sẽ giao được tận nhà cho mọi người nhé. Bọc xe rất là chi tiết với những khách hàng ở xa, còn với những khách hàng gần thì Mạnh Phát sẽ bọc xuống nổ vậy thôi và sẽ được giao đến tận nhà. Thì anh chị, các bác, các chú thì yên tâm, nếu như có nhu cầu mua xe điện ba bánh thì cũng không phải lo lắng đâu, Mạnh Phát có thể giao tận nhà nhé. Mọi người chỉ cần nhấc máy lên và alo cho số điện thoại là 0866 903 993 nhé.